chi tên là bệnh chi tâm nó cũng được tiện nó nuôi lên không à lớn thành không ít tí thôi cho lớn cho lớn ngược chân lăng vụt đấy thì do ôm lăng vụt như thế chưa nào nhìn cô thôi anh xã thoát chân rồi, ngon thoát chân rồi.